Thưa quý vị, mưa lớn lại xảy ra ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vào đêm qua đã khiến cho khu vực này bị thiệt hại nặng nề. Không chỉ ngập đường mà còn ngập hàng trăm nhà dân, hàng nghìn học sinh không thể đến trường. Đáng chú ý là một cây cầu đã bị nước cuốn trôi vào rạng sáng ngày hôm nay, ngày 10 tháng 9. Đây là cây cầu Bà Cải, vừa bị dòng nước cuốn sập. Cầu có khung bằng sắt có chiều dài trên 50, rộng trên 1 mét, bắc qua sông Buông thuộc xã Phước Tân. Do đã xuống cấp cùng với sức nước quá lớn từ thượng nguồn đổ về, cả cây cầu nhanh chóng bị sập. Tình trạng này khiến hàng trăm hộ dân và gần 2.000 học sinh không thể tới trường trong ngày hôm nay. Rất may cầu sập vào lúc rạng sáng nên không gây thiệt hại về người. 1:30 là dân mình đã ra nhưng mà không cái sức nước nó mạnh quá, dân không thể giữ lại được cái cầu được nữa, mà nó phải trôi đi về cái gỗ ở dưới ấy. Ở dưới cầu, chân cả cái dưới cầu là toàn bằng gỗ không, mà nó đã bị mục hết, thành ra cái khi mình kéo lại cũng không thể xẻ được nữa. Thì nhận được tin báo của ủy ban xã thì ủy ban phố đã tổ chức cái đoàn cùng với các ban ngành xuống để khảo sát, để đưa ra cái giải pháp xử lý cấp bách để đảm bảo về an toàn về tính mạng cũng như là tài sản của bà con, và tìm cái biện pháp để bắt cái cầu tạm để phục vụ cho đi lại của bà con, kịp thời phục vụ cho bà con đi lại. Hiện chính quyền thành phố Biên Hòa đã có kế hoạch bắt cầu tạm để cho bà con đi lại. Ngoài ra, trong 2 ngày qua, mưa lớn kéo dài khiến nước ngập tại nhiều điểm của thành phố Biên Hòa. Nhiều tuyến đường giao thông bị tê liệt, nước ngập từ 70cm đến hơn 1 mét. Ngập nặng nhất là ngã ba đường Đồng Khởi và Bùi Trọng Nghĩa, đường Nguyễn Ái Quốc, khu vực cầu Săn Máu, đường Dương Tử Giang, Phạm Văn Thuận, đường Hưng Đạo Vương, quốc lộ 1A, quốc lộ 51 đoạn qua thành phố Biên Hòa. Chỗ này thì thường là trời mưa là hay ngập lụt, và đi xe là thường là ngập nước, là thường là ướt bù ri, đó là chúng tôi là thường là đi mùa mưa là rất là gặp khó khăn. Và đây là nó gần chợ nữa, chẳng đến là nếu mà được thì cơ quan là nên là nâng cấp cái khúc này lên. Thành phố đã giao cho công ty môi trường là thực hiện nạo vét cũng như là duy tu sửa chữa các cái đoạn mương, các cái điểm ngập úng để giải quyết cái cấp bách các cái điểm ngập úng. Và thành phố đang cùng với lại các ngành để tìm ra cái giải pháp lâu dài, tức là bổ sung các cái điểm thoát nước để xử lý cho dứt điểm cái ngập úng trên địa bàn thành phố Biên Hòa. Tính từ đầu mùa mưa năm nay, riêng thành phố Biên Hòa đã có 5 lần bị ngập nặng. Lần ngập thứ 5 này được đánh giá là lần ngập kỷ lục trong 20 năm trở lại đây tại tỉnh này.